Xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn các em vẽ được một con cừu thật là đẹp nhé. Các em cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ đầu cho cừu. Sau đó, mà vẽ lông cừu. Do chú cừu có bộ lông trắng tinh nên chúng ta có thể tô màu trắng hoặc là để trắng cũng được. Ta có thể tô sáng thêm màu trắng như thế này để tạo độ bông cho lông cừu. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong một chú cừu có bộ lông rất là đẹp đúng không? Xin chào các em nhé!